Dạ, em chào anh chị mến yêu của chúng mình hơn. Dạ, hôm nay thì cũng là một buổi chiều thứ sáu anh chị, ở đại đô thị sinh thái 5 sao Phaeta Eco City. Dạ, hôm nay thì em cũng đi một vòng cho anh chị với cô chú ở nhà mình ngắm cảnh của đại đô thị. Thì hiện tại thì em đang ở ngay chú chim bồ câu anh chị. Dạ thì giờ này cũng là khoảng là 3:40 rồi, 40 phút buổi chiều anh chị. Ở đây là hôm nay là thứ sáu, ngày mai thứ bảy, ngày mốt nữa là chủ nhật. Dạ, chủ nhật thì ở đây mình cũng có một cái sự kiện anh chị, sự kiện cũng phải nói là rất là lớn, chuyên về ẩm thực với vui chơi ở khu đô thị 5 sao Phaeta Eco City, được tổ chức ở mặt tiền đường Đinh Đức Hiện, chạy vô chú kia chú chim bồ câu, xong rồi mình chạy vô chút xíu nữa là mình thấy cao nguyên của hai chú voi. Kế bên hai chú voi là mình có khu nhà gỗ Thơ Mộng ven sông, là khu này nè anh chị, nó nằm trên trục đường D3 đại lộ Thiên Trường, con đường trục chính dẫn vô khu đô thị chủ nhật. Để em coi sự kiện gì, đó là sự kiện ẩm thực hấp dẫn tại đại đô thị Phaeta Eco City, thưởng thức phong vị miền Tây. Vào ngày là 5 tháng 3, ngày 5 tháng 3 năm 2022 diễn ra tại đây anh chị. Còn giờ này hiện tại là mấy sếp đang đi vô cảnh anh chị. Mấy sếp đang đi vô cảnh cho cái buổi thưởng thức phong vị miền Tây. Bây giờ ở đây là của bên Khải Hoàng Lăng anh chị, Khải Hoàng Lên là tổ chức, lên đến là 500 đến 700 khách. Bữa nay là thứ sáu, bên khu cao nguyên của hai chú voi với khu nhà gỗ Thơ Mộng ven sông. Thì ở khu bên nhà gỗ thì mình có nhất nhà là nhiều view rất là thơ mộng. Bên tay phải anh chị đó là khu nhà gỗ bên sông, có con sông Vàm Cỏ thơ mộng bên sông, rồi có cánh đồng lúa xanh cũng ở bên sông. Mình tổ chức ẩm thực, rồi có những trò chơi vui chơi như là nhảy dây, rồi nhảy bao bố, rồi chơi bịch bắt bắt dê, rồi kéo co, nói chung nhiều lắm anh chị. Rồi thêm ẩm thực thì rất là nhiều món ăn như bánh bò húp nốt, rồi bún riêu cua đồng, cá lóc hươu rôm, lên đến 36 món ăn á, diễn ra ở đại đô thị sinh thái 5 sao vào ngày 3 của ngày 5 tháng 3 là ngày chủ nhật, ở cái khung giờ khoảng 9 giờ 8 giờ đến 12 giờ, đúng rồi, 8 giờ đến 12 giờ ngày 5 tháng 3 2023 tại khu nhà gỗ nè. Rồi thêm cao nguyên của hai chú voi ở bên đây. Giờ bữa nay là mới thứ sáu rồi anh chị. Hiện tại thì mấy anh chị với mấy anh nó đang đang set up
vô từ từ lắm vậy. Ngày mai thứ bảy là mới bắt đầu vô rầm rộ, vô view rồi. Thì có gì em tả cảnh cho anh chị với cô chú mình coi chơi. Dạ em đi tả cảnh nha anh chị. Bây giờ làm giới thiệu cho bữa thứ bảy thôi. Thì nằm trên con đường trục chính đại lộ Nam Phương. Tại hôm giờ em không cho anh chị với cô chú ngắm cảnh. Con đường trục chính đại lộ Nam Phương đường 36 m với những hàng cây me tây, rồi cây chung vàng, rồi thêm ngôi nhà ngay 4 và 25, ngôi nhà đầu tiên của tuyến đường này của lớp BM 23. Hiện tại thì cũng đang đổ bê tông. Dạ thì cái căn này mình khởi công vào ngày 15 tháng 2 năm 2023. 15 tháng 2 và bữa nay là ngày 3 tháng 3 năm 2023. Và cũng đâu đó gần một tháng anh chị. Hiện tại thì công trình cũng được cô chú mình đang giám sát anh chị. Rồi xây nhà. Giờ là chuẩn bị bắt đầu đổ bê tông. Bê tông cho bờ móng của ngôi nhà. Hôm là 15 tháng 2, bữa nay là 30 tháng 3, cũng đâu đó dư vào khoảng hai mấy ngày hơn đi. Bữa nay là bắt đầu cô chú bắt đầu là đổ bê tông cho ngôi nhà đầu tiên của năm 2023 ở đại đô thị sinh thái năm sao. Dạ thì cũng nằm ở trên trục đường này. Giờ này thì khoảng là 3 giờ, 3 giờ cũng 50 đêm thì nãy 3 giờ 4 mấy và 3 giờ 50. Em cho anh chị với cô chú mình coi cái view bờ hồ Cám Sen. View bờ hồ Cám Sen rồi anh chị với mấy anh chị thì cũng đã dọn dẹp vệ sinh cho cái không gian xanh của cái viền của bờ hồ Cám Sen. Giờ thì buổi chiều rồi, cái những hàng bông quá anh chị nó không chịu lên bông nữa. Qua 10 giờ là phải 10 giờ mới có bông, còn giờ không có bông. Anh chị cũng đang đi tưới bông. Cái view mới là anh chị với cô chú thì nằm trên con đường trục chính đại lộ Nam Phương, quẹo chút xíu là mình thấy con đường Mỹ Tân. Rồi con đường Mỹ Tân ở đây mình có con đường đi ngang ra con đường D7 Xuân Trường. Hiện tại thì đang được lưu làn, thì sắp tới nữa thì chuẩn bị lên nhựa luôn để chiều chiều bà con cô bác mình đi tập thể dục đồ, mình đi quanh con đường mới này. Nó xe nhựa rẻ lắm vậy. Dạ thôi, buổi chiều hôm nay thì gió nó cũng hơi mạnh, mà bên em cũng không có sạc. Quay cho anh chị với cô chú mình ngắm cảnh buổi chiều của khu đô thị năm sao. Dạ thôi, em cũng xin kết thúc đoạn video ngắn tại đây nha anh chị. Lại cũng hết pin rồi.